Ngày 16 tháng 10, công an quận 10 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án hai vợ chồng tử vong trong một quán cà phê. Trước đó vào chiều ngày 15 tháng 10, người dân đã phát hiện thi thể của cặp vợ chồng chủ quán cà phê trên đường Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10 và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, công an quận 10 nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa căn nhà phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Theo ghi nhận, bên ngoài quán cà phê có treo bảng thông báo nâng cấp quán tạm off 11 ngày từ ngày 14 tháng 10, 25 tháng 10 quán hoạt động lại. Do đây là quán cà phê có tiếng ở khu vực, hoạt động náo nhiệt mỗi đêm nên khi xảy ra vụ việc, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Hiện trường vụ án được phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt, người dân đứng xem được yêu cầu rời đi và không được quay clip, chụp ảnh. Đến khoảng 22 giờ, hai thi thể được đưa lên xe chuyên dụng và rời đi. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tỉnh Ủy, trong 9 tháng qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Hà Giang đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Trung ương. Ban Chỉ đạo đã tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đặc biệt tại những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm. Một số vụ án nổi cộng đã được xử lý kịp thời như vụ án sai phạm tại Sở Giáo dục và Đào tạo, vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Bắc Quang và vụ việc xảy ra tại tổ bán vé tham quan tại cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban chỉ đạo đã chú trọng việc giáo dục liêm chính cho cán bộ đảng viên và đưa nội dung phòng chống tham nhũng tiêu cực vào nội dung sinh hoạt tri bộ, nhờ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, tại phiên họp thứ 10 diễn ra vào ngày 10 tháng 10 của Ban chỉ đạo tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực, quyền bí thư tỉnh ủy nguyễn mạnh dũng cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt hạn chế đặc biệt là tình trạng số lượng cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự còn nhiều cùng với đó là hiện tượng cán bộ công chức biết sai vẫn cố tình làm gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bộ máy chính quyền và niềm tin của nhân dân đồng chí cho rằng một số cấp ủy chưa làm tốt công tác quản lý đảng viên ý thức tự rèn luyện tu dưỡng của một số đảng viên còn yếu kém tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong một bộ phận đảng viên chưa được ngăn chặn kịp thời từ sớm từ xa đây là những yếu tố dẫn đến việc vi phạm kỷ luật và pháp luật của một số cán bộ đảng viên trong thời gian qua Quyền Bí thư tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban nội chính tỉnh ủy, cơ quan thường trực ban chỉ đạo, tiếp thu các ý kiến của các thành viên để bổ sung hoàn thiện báo cáo trình thường trực ban chỉ đạo. Theo nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trong sáng 15 tháng 10, cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành các lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Dự, và ông Hà Thế Anh, cùng là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Quang Trung, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính và ông Nguyễn Văn Truyền, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính. Những bị can trên bị bắt bị khởi tố do liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý. Trước đó ngày 30 tháng 9, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương cùng 4 bị can liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm có Trần Văn Công, sinh năm 1960, trú tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương. Chu Đức Khương, sinh năm 1979, trú tại phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Sương. Mai Ngọc Tứ, sinh năm 1970, trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Trung, huyện Quảng Sương, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương. Lê Đình Khoa, sinh năm 1974, trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Quảng Sương, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương và Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1969, trú tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Sương, cán bộ địa chính Ủy ban nhân dân xã Quảng Trường, huyện Quảng Sương, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương. Cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng an ninh công an tỉnh Thanh Hóa thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện nay vụ án đang tiếp tục được điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát khiến cả thế giới trao đảo thì con người tiếp tục phải chịu đựng các đợt dịch bệnh nguy hiểm khác như cúm mùa, đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, sốt số xuất huyết, cúm A. Và mới đây, Bộ Y tế Việt Nam đã có công văn số 1452 BIT về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh mắc một dịch bệnh được cho là đặc biệt nguy hiểm. Mắc bước là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao từ 50 đến 88%. Mắc bước là một virus thông qua động vật trung gian để gây bệnh, cụ thể là loài rơi ăn quả tại châu Phi, Rosettus aegyptiacus. Tên của virus được lấy từ phòng thí nghiệm Mắc bước nước Đức nơi phát hiện ra loại virus này vào năm 1967. Bệnh do virus Marburg gây ra rất khó chẩn đoán, có thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 21 ngày. Bệnh nhân có thể xuất hiện các biểu hiện như sốt đột ngột, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, đau người. Ngày thứ năm có thể xuất hiện phát ban, cảm giác rát trên thân mình. Ngoài ra còn kèm theo buồn nôn, đau ngực, đau bụng, đau họng, tiêu chảy, vàng mắt, có biểu hiện xuất huyết, mê sảng đi vào sốc và dẫn đến suy gan, suy đa tạng, và có thể dẫn đến tử vong. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày mùng 10 tháng 10, tại Rwanda, châu Phi đã ghi nhận 58 trường hợp mắc bệnh do virus Marburg, trong đó có 13 người tử vong. Tổ chức Y tế thế giới WHO đánh giá nguy cơ của đợt bùng phát bệnh là rất cao ở cấp quốc gia, cao ở cấp khu vực châu Phi và thấp ở cấp độ toàn cầu. Ngày 11 tháng 10, cục y tế dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo triển khai biện pháp kiểm soát bệnh do virus mắc tại cửa khẩu. Sở đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố giám sát các hành khách từ những đường bay có liên quan đến Rwanda và những quốc gia có lưu hành dịch. Bên cạnh đó, Sở Y tế tăng cường cập nhật thông tin về căn bệnh do virus mắc cũng như bệnh truyền nhiễm mới nổi khác trên thế giới, sẵn sàng biện pháp can thiệp nếu phát hiện ca bệnh xâm nhập, truyền thông nâng cao nhận thức về yếu tố nguy cơ nhiễm virus mắc các biện pháp bảo vệ, vân vân. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành Nam Bộ đang có mưa lớn kèm rông, sấm sét vang trời. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hình thế gây mưa rông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ là do không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm, rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 6 đến 9 độ vĩ bắc, nhiễu động gió đông trên cao, tác động tốt đến thời tiết Nam Bộ. Từ chiều 14 tháng 10, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị xét cho thấy vùng mây rông đang phát triển và gây mưa kèm rông xét trên khu vực thành phố Thủ Đức. Cũng theo đài khí tượng trên, kết hợp theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị xét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tồn tại trên khu vực tỉnh Đồng Nai, Cẩm Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa, Châu Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, quận 5, Long An, Châu Thành, Tiền Giang, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Bến Tre, Bình Đại, Rồng Trôm, Ba Chi, Mỏ Cái Bắc, Mỏ Cái Nam, Cà Mau, Ngọc Hiển, Nam Căn, Phú Tân. Ngoài ra, vùng mây ven biển Cà Mau tiếp tục mở rộng thêm. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều và đêm 15 tháng 10, ở khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có rông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm. Cục bộ có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100 mm trong 6 giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ vùng trũng thấp vùng kém khả năng tiêu thoát nước